cái thị trường Mỹ là thị trường rất là khó tính, họ luôn luôn đòi hỏi cái sản phẩm rất là cao, chất lượng tốt, thân thiện và an toàn đối với người sử dụng. Thế cho nên là cái chuyện mà gặp phải những cái khó khăn ban đầu trong việc xâm nhập vào thị trường Mỹ là không thể tránh khỏi. Thưa anh, là trong cái giao dịch thương mại điện tử thì cơ sở hạ tầng cho thương mại là hết sức quan trọng. Vậy thì cái sự phát triển của nó phải cần cái sự hỗ trợ như thế nào, hay là phải tự thân doanh nghiệp có thể vận động được, hay là tự thân doanh nghiệp có thể làm được mà không cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng? Thương mại điện tử có thể nói là phần lớn dựa vào cái năng lực của doanh nghiệp cũng như là những cái người làm trực tiếp ở thương mại điện tử. Doanh nghiệp cần phải có một cái chính sách rất là rõ ràng cho vấn đề phát triển thương mại điện tử cũng như các cái công cụ để phục vụ phát triển thương mại điện tử. Từ đầu những năm 90, khi mà Internet là một cái vấn đề rất là mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thì công ty Secoin đã làm quen và tiếp xúc Internet, bắt đầu làm thương mại điện tử cũng như xây dựng cho mình một cái trang web để phục vụ cho làm công cụ phục vụ phát triển thương mại điện tử. Như vậy là Secoin đã đi vào rất là sớm và có được cái thành tích hiện nay trong cái hoạt động xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, thì nó đòi hỏi cái quyết sách của doanh nghiệp đúng đắn ngay từ ban đầu. Bên cạnh đó thì cũng không phủ nhận là nhà nước cũng cần phải tạo ra một hành lang pháp lý để cho thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Ví dụ như hiện nay hàng định kỳ, hàng quý, hàng tháng thì Bộ Công Thương thông qua có thể nói Hoa Kỳ là một thị trường khó tính, và nhưng nếu khi đã vào được rồi thì nó lại là một thị trường có thể được khai thác được. Thì vào đó rồi thì mình phải duy trì cũng như là có thể quảng bá hay là giữ cái thương hiệu của mình tại thị trường đó, hay là phải thông qua một cái đơn vị thứ ba nữa để là cái hàng đơn hàng của mình thì những xuất khẩu tiếp theo. Cái đặc tính sản phẩm trên Cuisine là có 8 dòng sản phẩm gạch và ngói, tất cả các dòng sản phẩm này là được xây dựng không nung. Chính vì vậy nó rất là thân thiện với môi trường. 8 dòng sản phẩm được đa dạng hóa ra rất là nhiều chủng loại, mẫu mã phong phú, cộng với một số các dòng sản phẩm là sản phẩm thủ công có cái giá trị lao động kết tinh trong sản phẩm rất là cao, cho nên người lao động dựa vào tay nghề có thể tạo ra những cái mẫu mã rất là độc đáo, không trùng lặp. Cho nên khi người sử dụng mà sử dụng những cái sản phẩm đó, người ta thể hiện được cái cá tính thẩm mỹ cũng như các cái gu nghệ thuật của mình. Cho nên là nhờ những cái đặc tính đó, sản phẩm cách nói của công ty Secoin chiếm được cái tình cảm rất là lớn với thị trường Hoa Kỳ. Tôi tin rằng là những cái bước đầu khó khăn trong thị trường Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi, nhưng nếu như doanh nghiệp biết cách vượt qua những cái khó khăn ban đầu đó thì cái chuyện mà tiếp